Hãy subscribe cho kênh Tieu Lien Harvest để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn đi Moon, Moon ăn đi con. Ăn này trong này này. Ăn trong đi con. Này. Hết lâu. Vì chị chùi hết lâu, đổi màu luôn à? Màu xám à? Con ơi, tay ăn con ơi. Đây. Nó chưa? Dạ, nó chưa. Thank you.
Thôi
Dạ được. Cho năm ăn đi cho nhiều về cũng không ăn hết. Vâng ạ. Thank you.
cẩn thận. Chị ơi, rau kia đi, hành lá cho em ơi. Bán như nào đây chị? Dạ, 15 ngàn một ký. Hành thì sao? Hành cũng 15 luôn. Cho em một ký chị ơi. Cho chị thêm một ký. Bao nhiêu ký vậy chị? 15.000 anh ơi. Rửa cho em. Hai tay thì còn. Mua hoài mà không bớt. Đó, đừng bán nữa, chị mua hết cho em. Dạ. Này cũng vô không chị? Em phải bán to lên, nhiều khi người ta là người ta bỏ không có đủ cái nhu cầu người ta, hiểu không? Cái nhu cầu của chị nó em một bọc hành nữa là được. Dạ. Một ký chị ạ. Ôi cái này. Cái này bịch hành. Cái này vàng khè rồi này. Thôi bịch hành không cần túi đâu. Đây, bóc ra chị, lột ra đây chị. Cũng bóc ra anh phải lấy chị xin. Mang về. Hành chín lạ. Chín lạ lấy 14 ngàn. Tổng bao nhiêu? 14 ngàn, 15. Thôi lấy 25 đi. Anh ơi, anh còn lấy hành cho em không? Lấy hành đi anh. 1 ký nha anh. Đây, 2 ký đi. Lấy hai bịch thôi, không cảm cho em cũng bị. Một bốc là gì lấy bị to nha. Dạ. Chưa được ký chị ạ, chỉ có 8 ạ. Lấy 2 ký nữa.
Đi không nặng. Đi sang bên này đã. Không được tí con. Kìa, em vào hải. Đó. Ôi. Nên này, đi chưa còn đâu. Hết rồi. Hết rồi, xuống đi. Thêm bùi nữa thôi. Này được rồi. Được không? Xoắn đi, xoắn. Ây dạ. Cẩn thận nha. Cái trái bơ đực này, cái này á. Đấy. Cho em biết trái đực. Bơ đực này mang về ăn. Ừ. Cẩn thận đó. Nè. Ủa. Cố lên. Nè, chân chân. Đâu? Thôi. Ba trái trên đó. Không được, nhỏ. Qua bên này đi. Qua bên này. Nè.
nóng quá. Còn nước hết chưa? Coi coi. Đây thôi, đi. Thank you.
của anh 75. Bao nhiêu ký vậy? 33. 30. 50 đi. 50 của cô. Không thiếu gì hết. Con cá đấy cũng hết.
Lấy cái thúng này nhé.
Thank you.
Về đây con. Trong một tháng nữa đây. Thời tiết nhập chị cái hàng nó dài hơn này không? Dài hơn. Rác nghe em tưới.
Cháu ơi có ít người đấy, 8 lạng, 8
Hai ma ya ai ya 1 2 3 ba ai ya rồi từ đó mẹ kia hàn xuống cho em đó thôi để chị. Đứng
còn một gốc nữa. Một gốc nữa. Ba. Hai. Ba. Ôi. Ai nhặt? Đau không? Chặt đâu? Đây, đây chặt ra. Chặt khéo nhá. Đây chị chặt. Vút ra trước. Đây chị, nào. Đây, chặt. Chặt, chặt. Đấy, còn cục chưa? Em ngồi xuống đây đi, em ngồi xuống đây đi. Không, không ngồi, ngồi không có thế đâu. Chị đơn, chị đơn dậy cho. Ngồi vô đi, được chưa? Từ từ này, 1, 2, 3, lên. Từ từ, từ. Lên. Rồi, được chưa? Rồi, đi. À, rồi, ok. Để cho được. Đi lên trên rồi. Đi trước đi. Qua bên này. À, được. Mình đi.
Bỏ lên xe đúng không? Chạy đi. Hai chục cây nha. 22.
bán hết rồi, có chất rồi, bán hết rồi, mua. Không. Không là không. Không. Cảm ơn nha. Không, 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 không. Bạn chôn thôi. Thank you.
Ôi giời, này còn có cái cây kia kìa, đéo mẹ mày phản thông minh rồi. Yếu tí nhưng mà tôi không chịu. Quên lấy cái dao to để ra để chặt rồi.
Nhớ hả? Cái này nó có dầu vô đó. Đồng nghiêng ạ. Chị không biết là sao đồng nghiêng. Đồng nghiêng rồi. Gì nữa anh đi em đừng nói cũng dám chứ thơm ấy nhỉ trời chấm thử đi dừa nó dẻo nhỉ thơm mặn muối quá ngon mà con chó gọi chó ngâm 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 mum mum nè 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 đây đây đen trời đen ơi đây. Mua mua. Nè, ôi trời ơi. Mua mua. Min min. Đen ơi. Đen. Nó ngoan, con đen nó ngoan rồi. Nó ngoan à? Mua đâu? Min đâu? Không? Min 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 min. Min. Ờ, à, đây, 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 đây. Min. Min 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 min. Ăn nhớ. Đây đen. Trời ơi. Cái mình bánh nhá con. Giòn nhá.
Thank you.
Thank you.
Min. Đi vậy nào, xuống. Rồi.
về sớm nè. Chúng ta không biết. Thank you.
rượu cô. Cấp chưa quy. Xem là phụ rộng thế này được chưa chị? Được rồi đấy, sạch gốc là được. Đâu nữa?
Thank you.
em làm gì vậy? Hai chị mới rồi chị. Hai tư ngàn. Ôi thế không biết tính à? Ôi cô đừng có cháu thế. Mày có cái dãy giống cái bát tôm thế này mà lại không biết tính. Tối. Quá rồi, quá thì nha, lần này thật nha, lần này quá thật nha. Đó rồi. Bây giờ thế này nhá, con to ở đây, con tìm cái cân nào to thật to, con cân cho cháu. Chưa? Hàng hóa nó dụng nó mua cho mày hết luôn nha. Đi cân ké đã. Ta tự nhiên cà chua đấy. Đây ông ơi. Đủ hết rồi. 20.000 ạ. Cà rơi rơi ạ. Rơi rơi nhiều lắm ạ. Thank you.
Thank you.